Bạn sinh viên còn đang ngồi trên ghế nhà trường thì chắc hẳn tâm lý của những ngày là sinh viên năm cuối thường lo lắng về chuyện xin việc làm. Công việc cụ thể như thế nào? Rồi đãi ngộ của nhà tuyển dụng hấp dẫn ra sao? Bản thân mình sẽ phù hợp với vị trí nào? Tất cả sẽ được trả lời tại ngày hội việc làm của sinh viên Đại học Y Dược Cần Thơ. Tại ngày hội lần này, một số đơn vị lớn như Bệnh viện Phụ sản Cần Thơ, Tập đoàn Y khoa Hoàng Mỹ, Bệnh viện Quốc tế Phương Châu Cần Thơ, Bệnh viện Đa khoa các tỉnh miền Đông Nam Bộ đã đến giới thiệu chính sách thu hút sinh viên. Đây chính là cơ hội để 1.200 bạn sinh viên năm cuối tìm hiểu về thị trường lao động, tìm hiểu sâu hơn nhu cầu của nhà tuyển dụng nhằm chủ động cho công việc sau khi ra trường. Em nghĩ nếu như mà không có cơ hội này thì mình phải lên trên mạng mình tìm hiểu các thông tin, rồi hay là mình phải hỏi những cái người mà quen của mình, thì em nghĩ là nó sẽ không có thực tế hơn. Trong khi đến cái ngày hội việc làm thì mình có thể hỏi trực tiếp cái nhà tuyển dụng về cái tiêu chí của họ cũng như là cái cơ hội của mình, nó sẽ sát sao hơn là so với mình tìm hiểu những thông tin trên mạng. Với nhu cầu phát triển chất lượng y tế ngày càng cao, các đơn vị chủ động xây dựng kế hoạch nhân lực và đến tận trường y dược giới thiệu nhu cầu và tìm kiếm người giỏi để tuyển dụng. Đó cũng chính là lý do, dù là lần thứ 5 tổ chức, ngày hội vẫn được nhiều đơn vị đồng hành. Tôi cho đây là một cái việc làm rất là cần thiết và nó cũng có lợi cho nhà trường. Đồng thời đó là cũng khẳng định được cái chất lượng đào tạo của nhà trường trong vùng đồng bằng sông Cửu Long. Ngoài ra thì nó cũng giúp cho được cho các cái bệnh viện nó có thể tiếp cận được với các em để xem tâm tư nguyện vọng của em như thế nào, và từ đó là bệnh viện cũng có những cái chiến lược đào tạo giúp cho các em tiếp cận được với những cái việc làm, những cái vị trí việc làm cụ thể ở trong bệnh viện. Nhu cầu phát triển của các đơn vị bệnh viện công lập, ngoài công lập trong khu vực ngày càng cao. Các đơn vị chủ động tìm đến với trường để tìm và phát triển nguồn nhân lực y tế chất lượng. Hiện tại, trường Đại học Y Dược Cần Thơ đã mở thêm các ngành học theo nhu cầu. Một số ngành có nhu cầu cao hiện nay là kỹ thuật hình ảnh, xét nghiệm y học, hậu sinh. Đối với các cái hội chợ việc làm là rất là mừng, là thì không phải là các em nó năm nay ra trường không, mà ngay cả những em mà còn hơn một năm nữa mới ra trường thì các em đã được tiếp cận rồi. Và nhờ đó thì có những em để tìm qua cái này để được học bổng nữa. Tức là khi những em mà học giỏi đó, cứ biết rằng là ra trường thì có nơi nhận, thì những cái đơn vị mà họ muốn nhận những em đó đó là nó tài trợ học bổng và nó hỗ trợ cho các em cho khi đến khi ra trường. Trường Đại học Y Dược Cần Thơ cho biết trong vài năm trở lại đây, nhu cầu tuyển dụng sinh viên y dược khá lớn. Trong ngày hội việc làm trước đó tại trường đã có trên 6.000 sinh viên tiếp cận được với nhà tuyển dụng để tìm kiếm cơ hội việc làm. Và có khoảng 10% sinh viên năm cuối được tuyển dụng. Ngày hội việc làm năm 2021 tiếp tục là cơ hội tìm việc làm phù hợp của sinh viên khi ra trường.